Mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều câu nói Sao anh mặc quần bông hoài vậy Sao anh ăn mặc uh, kiểu tinh nghịch hoài vậy Anh thử một lần thử làm trứng trạc Đồ làm trai Hồng Kông Rồi thử coi làm sao Trời ơi tôi đọc comment mà tôi trầm cảm luôn Tối suy nghĩ mà ngủ không có được luôn á Nhưng mà các bạn thích ấy, thì bông tím chiều đó Thấy chưa Thấy tôi dễ thương chưa Trời đất ơi Rồi đó chịu chưa Đồ lịch sự có đồ lịch sự Hồng Kông có Hồng Kông luôn Trời ơi tôi lăn la bò trường trên mạng ba ngày mới tìm được một cái tiệm ảnh chịu chụp hình giá rẻ Con chịu mấy à bao đồ đạc studio bao hình đẹp luôn Nói nãy giờ nhưng mà vẫn chưa cài nút áo xong nha mọi người đó Hớp bụng lại cài vô đó Xong thành công Rất xinh đẹp ừ Rồi bụng chỉ Nhưng không sao Hít vô đó Thở ra hít vô Thở ra đó Cố gắng thành công Đó Này là tôi bút combo chụp hình của tiệm ảnh nhà mít Trời ở nhiệt tình quá trời luôn á Lo tận kẻ răng luôn Trời ơi kéo kính lên kéo kính xuống đồ tưởng siêu mẫu không á Rồi gác chân lên ghế rồi làm kiểu cho nó ngầu nè đó Đó chống tay lên là... Ok chống tay vô tường làm chàng trai của những nỗi buồn đó Thấy nhìn hot boy u buồn không Ờ u buồn buồn ngủ buồn cười buồn ăn buồn uống rồi nhỏ chủ tiệm ảnh nhà mít nó ngựa ngựa này nó khoác cái áo này lên cho tôi này đó rồi xong tự nhiên khoác cái áo lên chi nặng triệu té xuống lết luôn rồi thôi không có cho coi nữa đâu coi nữa mất công lộ hình hết nha ô là la và bây giờ là thời gian trình bày mấy cái tấm hình thành quả ghê chưa hết voi chỉnh tay áo bên cửa sổ chỉnh xong mệt quá ngửa cổ ra ngủ mà không biết có ngáy không á ngủ xong thức dậy đọc sách nha ừ đọc sách mà ăn mắt nhắm đọc sách xong nhớ crot cái ngồi cười mình ừ nói chứ cái này mới đọc sách thiệt nè xuyên ruồi số khe là cứu trời ơi, cái cuốn sách để thúi heo là kẻ bất tài này hay quá đọc sách xong thì mình nghe nhạc nha đây là đài phát thanh đang nghe nhạc ngon lành cái hàng xóm hát karaoke tức quá liếc đang liếc cái hàng xóm liếc qua lại cái mới hết hồn liếc qua chỗ khác sau đó phát hiện nhà hàng xóm có anh đẹp trai cái liếc qua lại Nói giỡn á chứ Cross đang đi ngang qua đường nên nhìn hoài Trời ơi Cross mới nhìn mình nè không biết chọn ra giường màu gì nữa Mắt đeo kính đỏ chứng tỏ yêu em Mắt liếc sang ngang xuống sang vì em Bất ngờ một chàng trai có thể cầm chiếc ly trên tay của mình Thậm chí một chiếc tay còn lại anh ta còn có thể chống lên cái đùi Ngoài việc có thể cầm ly thì tay anh ta còn có thể cầm kính nữa Dù có thể cầm được mọi thứ nhưng mà anh không thể cầm lòng trước em Poster chính thức của bộ phim nhắm mắt thấy đen thui Đứng trước cửa nhà chờ mẹ về xin trăm ngàn đi ăn Chờ hoài em thấy mẹ đâu mới biết là đứng lộn nhà <laughs> Chụp có nhiêu đó hết hình rồi không còn đâu nữa coi đâu nha bye bye Hôm nay trời nắng nóng mẹ em không có được vui mẹ em chửi em sao mặc ba cái quần bông vàng đỏ hoài nhìn nhất con mắt quá cái mẹ cho em cái phong bì để đi mua đồ mới. Mua cái gì mặc cho nó đầm con người lại cho nó đàn ông lên cho nó trưởng thành lên. Em phóng một cái tới kho nhà mình mua đồ luôn. Em thì dễ lắm có tiền thì em đi và không có tiền mới ngồi ở nhà ủ rủ chứ. Ở đây là kho nhà mình chứ không phải kho nhà mình nên đừng coi nó là kho nhà của mình rồi vô muốn lấy gì lấy nha. Tất cả những thứ ở đây đều được phải trả giá bằng tiền đó. Muốn giả trai thanh lịch là phải chọn áo sơ mi sơ ơ, đồ mà cái quầy áo sơ mi nó thấp quá cho nên tôi phải quỳ xuống mới giới thiệu được cho mọi người đó hôm nay mẹ cho tiền nên cứ mua xả láng lấy đó lấy cái này lấy kia lấy quá trời luôn ừ xong trả lại hết lấy cho xôm vậy thôi à chứ lấy con cái áo à Tiếp theo thì tôi mong men qua cái quầy áo len mà tôi lựa chúng ngay một cái áo len có màu sắc nó nhã nhặn nhất, nó ít màu sắc nhất luôn, nó rất là nhu. Còn đây là những chiếc áo sọc caro rất là ngây ngô nên không có lấy. Trời ơi hay ghê bước có hai ba bước gì là lên tới lầu luôn ơi, mọi người. Khu này là Calawat nè, ừ, bỏ qua. Cái nón len này đội lên nhìn xinh ghê ừ nhưng mà đội gì xinh hơn này đó. Tất ghê toàn mang về sandal không mà không có cần mang giớ luôn mà cứ thế giới là mua không ngừng được luôn á trời ơi. Dạ yeah, bây giờ chúng ta sẽ cùng thăm thú cái khu vực trên lầu này nha. Rồi bây giờ tranh thủ giới thiệu cho mọi người. Clip thì ngắn lắm mà quần áo thì nhiều quá trời. Cho nên mọi người tranh thủ coi nhanh 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 giùm em nha trước hết lấy cái quần xanh này đi vô thay rồi nói chuyện tiếp biết sao không mà cái quần vàng này đứng đây thử đồ nó cũng vô đó mà là vô chi vô duyên vô cùng không phù hợp luôn lấy cái chết jacket này mặc vô chợ y chang thấm thử stomach luôn em trai thấm thử slop hôm ui chờ phát hiện được một cái áo bơm bơm màu rất là nhu rất là nhã nhặn luôn đó mặc vô rồi quần xanh lá là xa lánh rồi rồi màu cam là cam chịu luôn rất là hợp với tình trạng em và cross luôn mọi người rồi chấp hình đó nhìn ngon lành vậy mà xa lánh ta chi chợ chờ ơi làm biến thử từng cái từng cái quá bây giờ lượng lần vô thử lần luôn nào có đệ tử đi theo cầm đồ ghê chưa rồi lấy cái quần jean mặc cho nó xin Ủa rồi đo cái size quần đo dung cổ này có đúng không mọi người hay là đo ra cái size lầm vậy trời Rồi lấy cái yếm mặc cho nó dễ thương cho cái âu yếm Ui lấy thêm cái nữa đi cho chắc Rồi giờ tới chọn giờ nè ở lộn laser Nói chung là nhắm và thử ba cái giờ đó nhưng mà đang không phân vân không biết chọn cái nào Rồi quyết định chọn cái màu kem đi cho nó mờ lem mờ lem Rồi đem nùi đồ vô phòng thử lận lần luôn Ai rảnh thử lễ tẻ đóng cửa lại mau coi chừng có người rình lén Và bộ outfit đầu tiên đã ra lò kìa. Okay mặt ngược xu luôn hàng chi tiết kỳ kỳ ok và bộ outfit đầu tiên với một chiếc yếm zin rất là xinh và một chiếc áo len rất là men ừ bông tím men lì trước gương bông tím bành càng trên ghế sofa bộ outfit thứ hai nhìn rất là công nhân thời một chính hồi đó nha rồi tự nhiên tạo dáng hồi cái không biết tạo dáng gì cái đứng dáng cậu bé bán đào làm sao chợ khoe hình nhanh lẹ một tấm hai tấm hết trời ơi đây mới là cái outfit thích nhất của tôi nè quần zin đơn giản với một cái áo sơ mi bên trong và một cái áo ba giờ ở ngoài trời ơi nó dễ thương gì đâu Đồ đẹp phải chụp hình liền, đổi góc chụp tiếp, leo lên sofa chụp luôn. Quyến rũ ghê chưa? Tranh thủ ông xuống tính tiền chơi đây mỗi mẫu con cái à, đó mình không lấy cái người ta lấy hết, sau này hối hận hết nha. <laughs> thấy đồ đẹp quá mặt trên người đi xuống tính tiền phải tính luôn bộ đồ đang mặc trên người đó mọi người. Ở đây bán đồ xi nên rẻ lắm mua cả đống mà có một triệu mấy à. Trời ơi, cái phong bì mẹ cho mình dư sức trả nha. Ừ à. Bộ chấm xí cho tiền cho con đi mua đồ mà cho có hai trăm mấy là sao chở? Trời em quê quá em biết giấu mặt ở đâu hết em chạy ra trước em tính ngồi khóc thì em gặp cái chị áo đen. Rồi giờ em đánh liều mượn tiền chỉ luôn chứ biết sao giờ. Chỉ dạy trai quá chị cho em mượn luôn rồi em vô em trả tiền cho shop bye mọi người em về em xin tiền mẹ em trả chị áo đen đây